Vâng, cũng liên quan tới nội dung trên, thì trong chương trình Nhật ký cuộc sống ngày 19 tháng 2, chúng tôi đã phát sóng loạt phóng sự về việc tại đền Bảo Lộc Nam Định có hiện tượng tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm. Với việc bán ấn công khai như vậy đã mang lại số tiền không nhỏ cho thủ nhang và những người có liên quan. Trong khi đó, công tác quản lý tài chính lại chưa được giám sát chặt chẽ. Công tác tu bổ đền hàng năm chưa được quan tâm đúng mức. Trong bản tin Nhật ký cuộc sống ngày hôm nay, chúng tôi xin nhắc lại về câu chuyện này và phản hồi của chính quyền địa phương trước thông tin mà kênh VTC14 đã phát sóng. Những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận tại đền Bảo Lộc ngày 17 tháng 2. Hai bên lối vào là các dãy sớ, hàng mã, các sạp đổi tiền lẻ. Và thậm chí là cả những bùa, trấn, ấn cũng được bày la liệt. Ấn đền là một nét đẹp văn hóa tâm linh của người Việt nhưng đã bị người đàn ông này mang ra thương thảo như một món hàng bán buôn. Lấy 70% thì ra 200.000 còn có 40.000 một bộ thì em bỏ 30%. Làm cho em các em về còn việc của các em lấy coi như thế nào thì kệ các em. Thì anh bọn em có cần phải vào trong kề xin không? Anh sẽ đứng ra anh xin cho các em. Không chỉ vậy, theo chân đoàn khách phía trước, chúng tôi tới cánh cửa có ghi dòng chữ cung cấm. Dù là cung cấm nhưng ai cũng có thể tự do ra vào và có cả đặc quyền tự tay đóng ấn của riêng mình. Đóng đi, tự đóng đi. Mình tự đóng đi. Tự tay mình tự tay. Ngón đấy tự tay. 250. Bao nhiêu ạ? 250. Đây. Đây. Những cái thông tin của đài VTC là có chuẩn xác, hoàn toàn chuẩn xác, và đây cũng là trách nhiệm của anh em tôi ở địa phương trong cái việc mà đã triển khai rồi nhưng mà công tác kiểm tra giám sát là chưa thường xuyên, chưa kịp thời, chưa chặt chẽ, cho nên là có những cái việc để xảy ra. Trở lại đền Bảo Lộc, các hàng quán hai bên đã bớt lộn xộn hơn. Ban thủ nhang đã được chính quyền địa phương nhắc nhở, tuyên truyền. Và những hình ảnh này được chúng tôi ghi nhận vào chiều ngày hôm qua, 20 tháng 2, trong cung cấm của đền Bảo Lộc. Còn đây là phản hồi của chính quyền huyện Mỹ Lộc trước thông tin về tình trạng tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm và cách làm việc của lãnh đạo xã Mỹ Phúc. Với cái phóng sự cũng như cái phản ánh của phóng viên thì lãnh đạo huyện cũng sẽ có những cái động thái làm việc với lãnh đạo xã. Và ngay hôm qua và kể cả sáng nay khi làm việc thì đồng chí chủ tịch ủy ban nhân huyện cũng đã phê bình và chấn chỉnh cái việc mà cung cấp thông tin cũng như trả lời báo chí của lãnh đạo địa phương xã Mỹ Phúc. Với góc độ phân cấp quản lý về cán bộ, đồng chí chủ tịch ủy ban xã là phó bí thư đảng ủy được phân công phụ trách chủ tịch ủy ban xã, thì cái này thì cũng sẽ xin tiếp thu và có cái chấn chỉnh theo cái quy định của đảng cũng như cái quy định của chính quyền. Cái này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp thu và có cái biện pháp để xử lý chấn chỉnh trong cái công tác cán bộ và đánh giá cán bộ trong cái thời gian tới. Xin được nhắc lại là trước đó Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các địa phương khi tổ chức lễ hội đầu xuân không được để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, biến tướng, lệch chuẩn xã hội, lợi dụng các hoạt động tâm linh trục lợi. Nếu địa phương nào vi phạm, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm. Câu hỏi đặt ra là câu chuyện tiền trao ấn đóng ngay trong cung cấm ở đền Bảo Lộc Nam Định diễn ra trong suốt thời gian qua đã có ai đứng ra nhận trách nhiệm? Và số tiền thu về thời gian qua sẽ được xử lý như thế nào? Đó vẫn còn là câu hỏi đang được bỏ ngỏ và chỉ chính quyền huyện Mỹ Lộc và tỉnh Nam Định mới có câu trả lời thỏa đáng.